Chiều 18 tháng 10, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương này đã huy động khoảng 200 người dân, trong đó có cả cán bộ xã, đoàn thể và các lực lượng chức năng, tham gia gia cố khẩn cấp mái thân kè biển Cẩm Nhượng bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Theo đó, địa phương đã dùng hơn 40 chiếc trọ sắt loại lớn, trên 50 khối đá học để gia cố khẩn cấp tại các vị trí xung yếu của tuyến kè biển Cẩm Nhượng, đoạn qua địa bàn thôn Hải Bắc và thôn Hải Nam thuộc xã Cẩm Nhượng. Đây được xem là giải pháp ứng phó tạm thời trước tình hình cơn bão số 6 sắp tới, nhưng về lâu dài là phải đầu tư kinh phí để nâng cấp sửa chữa kiên cố cho tuyến kè này. Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng được xây dựng từ năm 2003 với chiều dài hơn 1,2 km, có vai trò đặc biệt quan trọng chắn sóng, bảo vệ cuộc sống cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu ở các thôn Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam, thôn Chùa. Hiện nay công trình này đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đủ khả năng chống bão lũ mạnh, khiến người dân lo lắng, bất an.